Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 10 tháng 9 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chịu ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm Samsung Note 8 nha các bạn nhé. Note 8 đến buổi tối ngày hôm nay thì mình về được hai cây, một cây màu xanh và một cây màu gold. Đấy. Một cây màu xanh và một cây màu gold các bạn nhé. Đấy, buổi tối ngày hôm nay mình về được hai cây, một cây màu xanh, một cây màu gold. Đấy. Đấy. Một cây thì màu xanh này là chỉ bị đốm một tí góc nhỏ trên đầu màn hình này thôi. Đấy. Còn màu gold thì màu gold thì con này thì là màn hình là đẹp, không ảm ố thì các bạn nhé, chỉ bị hơi bị lưu một tí tí đây thôi, lưu một tí tí đây thôi đấy, lưu một tí tí thì sao, màn hình đẹp không không ảm ố nhá, chỉ bị lưu một tí tí đây thôi đấy. Hôm nay mình về được hai con Note 8 đấy nhá, một con gold và một con xanh. Và Samsung Note 8 thì mình cũng giới thiệu sơ qua qua thì là màn hình của nó là màn hình là 6.3 inch nhá, 6.3 inch tràn viền đấy, màn hình là 6.3 inch tràn viền này đấy. Tai trâu tai bò nhá, con này là 6.3 inch tràn viền, tai trâu tai bò đấy, màn hình là tràn viền đấy. 6.3 inch tràn viền các bạn nhé. Độ phân giải màn hình của nó là 2K, độ phân giải 20K. Thì mặt sau được thiết kế có nghĩa là hai camera, một đèn flash và vân tay các bạn nhé. Thì cái con Note 8 này từ lúc thời điểm ra nó là siêu phẩm, nó là gần 30 triệu bạc, gần 30 triệu nhưng mà nó sở hữu những con, thứ nhất là cái màn hình và thứ hai là chip RAM và bộ nhớ rất là khủng nhá. Con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Còn con màu xanh thì mình sẽ xem chi tiết cho các bạn xem là bản bao nhiêu GB nhé. Đấy, xem quên mất. Này, con bản xanh cũng thế nhá, 64GB nhá, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB ạ. Đấy. Hai con đều là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Note 8 thì các bạn nói thật với các bạn dùng quá sướng luôn, màn hình ở độ phân giải 2K. Tại vì lúc thời điểm nó mới ra nó cực kỳ là đắt. Lúc thời điểm nó mới ra tại vì nó nói chung nó đắt lắm. Nó gần 30 triệu cơ, 30 triệu lúc thời điểm hơn 30 triệu. Đâm là Samsung Note 8 thì họ tối ưu cực kỳ là nhiều. Đấy. Này, Note 8 thì hỗ trợ cái bút này. Con màu gold này nói chung là đẹp leng keng luôn, con màu xanh thì cũng thế nhé. Đây, màu gold đẹp leng keng luôn. Như kiểu máy mới luôn các bạn nhé, 90/90%. Và con màu xanh này nhé, đây là ổ sim nhé, mình nhấc ra ngoài nhé. Mình vừa bỏ ra ngoài xong. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhé, hàng lượt sớm nhất. Thì con bị đốm tí màn hình này nhé, đốm tí góc ở màn hình này này. Thì con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3.800.000 nhé. Con đốm tí đi thôi, mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.800.000 nhé. Đấy, con này thì là màn hình đẹp, nó chỉ bị ám chỉ bị gì nhỉ, đốm một tí đấy thôi. Bên mình đang bán bạn với giá 3.800.000, máy màu xanh các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp nhé. Còn con màu gold này thì là con này thì là màn hình là không đốm, không ám hay không lưu ảnh nhá, nó chỉ bị một tí thì thôi, nó chỉ bị lưu một tí thôi. Con này thì là màn hình đẹp nhé, không ám ố nhé, nó chỉ bị lưu một tí thôi. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.1 triệu nhé. Con màu gold này thì thanh bình mình đang thanh lý bạn với giá 4.1 triệu. Đấy. Màn hình đẹp, tất cả chỗ nói chung là mọi chỗ là không ám biết gì, chỉ bị tí tí thôi. Đấy. Bên mình đang bán bạn với giá 4.1 triệu nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 các bạn hàng lượt sớm nhất nhé. Con này thì 3.800.000. Đấy. Note 8 thật các bạn. Các bạn mua về làm vlog này, nói chung là thứ nhất là làm vlog này, làm vlog quay phim, nghe nhạc, chụp ảnh nó thật quá tuyệt vời luôn. Hoặc các bạn nghe gọi quá to luôn. Đấy, tất cả Note 8 nhà mình này thì đều là bản 2 sim 2 sóng nhé. Đều là bản Hàn 2 sim 2 sóng. Note 8 nhà hai con mình đều là bản Hàn 2 sim 2 sóng. Các bạn thích lắp 1 sim và lắp 2 sim cũng được nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 thì các bạn liên hệ hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, Zalo mình không trả lời. Thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Ưu tiên các bạn là đặt hàng qua số điện thoại nhà mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn có thể qua trực tiếp của mình. Và quanh khu vực Hà Nội thì mình sẽ ship trong ngày cho các bạn luôn nhé. Đây, mình sẽ giới thiệu một lốt xúc lông ô đời cao cho các bạn nhé. Và sản phẩm là tiếp theo buổi tối ngày hôm nay
Nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Oppo A91 này. Đây. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con Oppo A91, con này thì sướng lắm. Đây. 1 2 3 4 camera này, con Oppo A91 này. Sướng lắm các bạn ạ. Mình sẽ xem cái cấu hình con Oppo A91 cho các bạn nhá. Này, Oppo A91. Đấy. Đấy. Màn hình Oppo A91 này, cấu hình của nó là RAM 8GB này. Đấy, RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con Oppo A91 này, đấy. RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy, màn hình rất là đẹp nhé. Màn hình con này là màn hình AMOLED. AMOLED này, đấy, AMOLED này. Đấy, màn hình rất đẹp, camera trước này. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, máy đẹp con này đẹp như mới luôn các bạn nhé. Máy con này đẹp như mới. Các bạn nói thật với các bạn con này chỉ thiếu mỗi cái sạc, thiếu mỗi cái hộp, các bạn bỏ vào là thành máy mới nhé. Đấy, các bạn chỉ thiếu mỗi cái hộp, các bạn bỏ vào máy mới. Đấy, màn hình con này là màn hình AMOLED, màn hình đâm nó cho hình ảnh rất cực kỳ là đẹp này. Con này thì là màn hình của nó là 6,4 inch nhé, 6,4 inch tràn viền đấy ạ. À, giọt nước 6,4 inch nhé, tràn viền giọt nước 6,4 inch đấy ạ. Đấy. Con này thì là Full HD cộng. Đấy. RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Pin thì là hơn 4000. Đấy, đẹp lắm. Đây. 1 2 3 4 camera này. Đấy. Máy đẹp như là mới luôn nhé. Các bạn chỉ thiếu mỗi hộp là thành máy mới luôn này. Đấy. Con Oppo A91. Đấy, rất là rẻ. Con này thì bên mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 3.800.000 nhé. Con Oppo A91 này. Bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.800.000. Đây ạ, 3.800.000 đấy ạ. Đấy, 3.800.000. Đấy, chỉ với 3.800.000 các bạn đã sở hữu là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB, màn hình AMOLED nào thì là 4 camera. Tại mình cũng đã bỏ các bạn rồi. Năm 2020 điện thoại rất là rẻ. Các bạn là người tiêu dùng thì các bạn quá là lợi thế rất nhiều. Tại vì đồng tiền Việt Nam thì mất giá mà. Đồng là các bạn dùng điện thoại rất là sướng nhé. Đấy, bạn nào mà mua con này thì 6,4 inch dùng sướng lắm. Con này nó thon thon dài, nó không to quá mà không nhỏ quá, dùng rất là sướng á. Thì bạn nhớ tham thì sớm nhất con Oppo A91 nhá. Đấy. Cái ốp này thì các bạn có thể bỏ đi được. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con này là con sẽ xem Samsung gì. Samsung A30s nhá. Con này là Samsung A30s. Đấy, cấu hình con này là sẽ là RAM 6GB. À sorry các bạn, RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Đây, RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Còn A30S này, A30S này thì màn hình của nó cũng là 6,4 inch này. Đấy, con này thì là bản của nó là bản RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. À, RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy, màn hình cũng là gì nhỉ, giọt nước này, tràn viền giọt nước đấy. Màn hình cũng là màn hình AMOLED tràn viền giọt nước, nó như kiểu là màn con này luôn này. Màn hình con này đây, AMOLED màn này. Còn A30s này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.800.000 nhé. Hình thức con này còn có viền với màn thì còn độ 90/90%. Lưng con này thì viền, còn lưng con này thì nó hơi phẩy phẩy một chút nhé, kiểu khách người ta không xài ốp ấy, lưng thì có hơi phẩy phẩy một chút này. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 2.800.000 đấy. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì đâu, tự nhiên máy mới các bạn mất thêm mấy triệu nữa. Hay các bạn có thể là mua máy cũ, mua hai con máy cũ tặng ông bà bố mẹ người thân rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A30s thì bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Mình giới thiệu đến mấy con điện thoại là mình cũng ấy rồi đấy. Dạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con iPhone 6 thường nhé. À iPhone 6 đây. Con này là iPhone 6. iPhone 6 thì mình sẽ xem con này là bản lock hay bản quốc tế thì mình cũng chưa kịp xem.
tại vì con này khách nhắn đổi nhà mình mà, tầm nhiều lúc mình quên. Đây là mình hôm nay nhà mình về được con iPhone 6 thường này, iPhone 6 thường. Đấy, con này là bản 16GB lock nhá, con này là lock bản 16GB, vân chân vân tay đầy đủ. Đấy, con này thì là khách đã dán keo rồi, rất là định, cũng dán keo cũng còn rất là khá là ok, viền thì cũng phải phẩy. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu đồng nhé, iPhone 6 thường lock bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu đồng. Các bạn có thể là về các bạn mua thêm một cái sim ghép 50k và 100k các bạn lắp vào dùng thì là vivo như quốc tế luôn các bạn nhé. Con iPhone 6 lock này vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Mình sẽ xem pin bao nhiêu phần trăm các bạn luôn. Con này như pin ngon đấy. Đây. Pin 100% nhé. Đấy các bạn về dùng rất yên tâm nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường 16GB lock màu gold này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng, vân chân vân tay đầy đủ nhé các bạn nhé. Và tiếp đến tối nay là mình có con Hawaii này. Đấy. Hawaii thì cũng nhanh phết đấy. Hawaii của nó là con này là cam 2L21 nhé, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này là màn hình là 5,5 inch nhé. Con này đây, Hawaii đây. Đấy, cam L21. Đấy. Con Hawaii cam L21. Đấy. Đây, con này thì hai SIM này, hai sóng một thẻ nhớ này, máy zin nguyên bản, pin liên khối nhé. Con cam L21 này thì mình sẽ bán các bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. 1 triệu đồng rồi. Máy zin nguyên bản luôn. Màu gold zin nguyên bản. Màn hình thì là 5,5 inch. RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 16GB. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm Hawaii cam L21 này, tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn đào mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Và tiếp đến là con lot 3 này. Đấy. Hôm nay nhà mình vừa mới về được con lot 3 này. Đấy. Nhanh tay nhà mình nay vừa về một con lot 3. Đấy. Con lot 3 này, con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con lot 3 này thì hình thức khá là đẹp luôn này, đấy, đẹp lắm. Máy đẹp luôn này. Đẹp cong keng luôn này. Lot 3 này đẹp cong keng luôn này, đấy. Đẹp cong keng luôn. Con này cũng nhận đẹp ghê này. Mà nó ra được bao nhiêu năm nay rồi mà khách dùng con này đẹp ghê các bạn ạ. Con lot 3 rất cực kỳ là đẹp này. Đây. Cực kỳ là đẹp này nhá. Rồi. Viền viếc lắp lưng viếc đẹp lắm. Đấy. Màn hình đẹp nhá. Màn hình con này đẹp luôn, không ngả mù luôn này. Không ngả mù cái gì này. Đấy. Con lot 3 này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Đây, lot 3 1 triệu đồng, máy hình nhức đẹp 90 trên 90% luôn. Màn hình đẹp không ngả mù, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Bên mình đang bán bạn giá là 1 triệu đồng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 3 này các bạn nhá, hàng là sớm nhất nhá, 1 triệu nhá. Đấy, rất là ok ạ. Mình nhét giới thiệu rồi. Đây, và con này Samsung Z7 Pro này. Z7 Pro thì hôm nay mình vừa mới thâu lại được khách con này xong. Z7 Pro này. Này. Z7 Pro, con này là bản công ty nhá. Z7 Pro con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Z7 Pro này thì là màn hình của nó là màn hình là 5,5 inch. Pin là pin con này là gì nhỉ? Pin con này thì Z7 Pro, pin con này thì là 3K6 nhá. Pin 3K6 đây. Máy thì rất là đẹp, viền thì màn rất là đẹp nhá. Lưng kiểu khách không dùng ốp thì cũng ra mấy năm hơi phải phẩy một chút thôi. Đấy, lưng thì hơi phải phẩy một chút đấy nhá. Được cái thì là máy zin nguyên bản. Đấy, con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.850.000 các bạn nhé. Z7 Pro màu xanh ngọc này. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.850.000. Lưng thì có hơi phải phẩy theo thời gian đấy ạ. Rất là ok. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro màu xanh ngọc này các bạn nhé, hàng sớm nhất nhé. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.850.000 các bạn nhé. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì nói thật với các bạn khỏi chê luôn. Đấy, quá là ngon, tuyệt vời luôn các bạn nhé. Và tiếp theo đến là buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con Samsung, con này là Samsung A10s nhé. Con Samsung A10s con này thì là máy đẹp 90 trên 90%.
Con A10S này thì nó là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này thì là 32GB nhé. Con A10S thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì làm màn hình cũng là hơn 6 inch. Đấy, con này là giọt nước tràn viền nhé. Đấy. Đây, con A10S đấy ạ. Con A10S đấy ạ. Màu xanh, rất là đẹp nhé. Con này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A10S này các bạn, nhà hàng liệt sớm nhất, RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp này luôn nhé. Con này thì mình thâu của khách có cái ốp này, mình sẽ tặng kèm bạn luôn nhé. Đây, ốp rất là xinh mà màu này thì cực kỳ là đẹp này. Máy đẹp lắm. 2 triệu đồng các bạn con A10S này nhé. Đấy, màn hình là hơn 6 inch, pin thì là hơn 4.000. Các bạn dùng dòng này nó thật các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Bình thường lỗi vặt rất ít các bạn yên tâm, không phải quê nhá. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Con này là con Vivo, con này là Y11 nhé các bạn nhé. Đây. Đây. Đây, Vivo con này là Vivo Y11. Con này là RAM 3GB này. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con Y11 này pin của nó là pin 5000 các bạn nhé. Con Vivo Y11 con này là pin 5000 này, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền các bạn nhé. Đấy, hình thức thì vỏ cũng có cũ phẩy theo thời gian. Đấy, vỏ thì cũng có cũ phẩy theo thời gian. Con Y11 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000 nhé. 1.600.000. Đấy. Vivo Y11. Mặt lưng thì có hơi bị xước phẩy theo thời gian đấy ạ. Đấy, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Đấy. Pin được cái là với pin 5000. Con này thì là màn hình thì là hơn 6 inch. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Đấy, các bạn nào thích sản phẩm bên mình các bạn có thể là gì nhỉ? Các bạn có thể là chuyển khoản cho mình trước này. Nếu mà bạn nào tin tưởng rồi ấy, thì các bạn có thể chính thức chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn chức là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc trước cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Thì hình thức cọc các bạn có thể là nạp cho mình là một thẻ cào Viettel, hai là chuyển khoản và ba là có thể các bạn có thể là chuyển cho mình vào tài khoản Momo được nhé. Thì bạn nào có tài khoản Momo đây, mình rất nhiều những hình thức nhé. Các bạn có thể là chuyển vào mình là tài khoản Momo được đây. Đây. Mình có xài là Momo nhé. Bạn nào có thể là mình cũng nhận là thanh toán tiền bằng Momo. Bạn nào gì nhỉ? Bạn nào mà dùng gì nhỉ? Đấy, bạn nào mà dùng gì nhỉ? Bạn nào mà không có Agribank hay gì, các bạn có thể là chuyển khoản cho mình bằng Momo rất là ok nhé các bạn nhé. Đấy. 1.600.000 nhá. Mình sẽ nhận các bạn thanh toán bằng Momo cũng được nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung, mình sẽ xem nó Samsung gì. À đây. Samsung M10. Samsung M10 hình thức con này cũng nom ok lắm các bạn ạ. Cũng còn 90% này. Này, bụi thì con này chỉ lau lau đi cái là sạch nhé. Con M10 đấy ạ. M10 con này thì nó là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 16GB. Đấy, con M10 này thì là hình thức còn 90% này, rất là đẹp này. Màn hình thì là hơn 6 inch. Pin thì là hơn 4000. Đấy, còn các bạn muốn biết thêm chi tiết về chip của nó thì các bạn có thể lên Google search giúp mình nhé, tại vì mình cũng nhiều máy thì mình không nói. Con M10 này. Đây, màn hình thì rất là đẹp đây. Đây, M10. Mình con này hết pin mất rồi nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.500.000 con M10 này các bạn nhé. Nói chung những sản phẩm này các bạn nói thật với các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì nó thật với các bạn khoi về chê luôn. Không bao giờ nó lỗi vặt hay là gì nếu bạn mà không rơi vốn, ít cực kỳ lỗi vặt lắm. Rất hay bị lỗi, ít khi lỗi vặt ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Lot 5 này. Này con Lot 5 này. Này con Lot 5 nhá. Con Lot 5. Con Lot 5 này ạ. Đấy, Lot 5 của con này thì là nó là gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB con Lot 5 này nhá. Đấy, máy màu gold này ạ. Con Lot 5 màu gold này. Đấy, Lot 5 màu gold. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB ạ. Con Lot 5 màu gold này thì bên mình đang bán với giá là 2.1 triệu nhé. Màn hình của nó là màn hình là 5.7 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Con Lot 5 này thì là màn hình bên mình thì là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhé. Lot 5 thì có hỗ trợ cái bút đấy ạ. Đấy, dùng rất là sướng ạ.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 5 màu gold này, các bạn đặt hàng thì sớm nhất nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, các bạn ưng sản phẩm bên mình các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình, và gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Đây. Hoặc các bạn nào muốn đến địa chỉ cửa hàng mình thì mình sẽ gửi cho link vị trí cửa hàng mình nhé, thì các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình. Đây đây, mình sẽ vào map này, mình sẽ gửi vị trí cửa hàng cho mình đây. Đấy, cho bạn đây, cửa hàng mình là Văn Phú Mobile đây. Đấy, các bạn có thể là search Văn Phú Mobile là sẽ ra cửa hàng nhà mình luôn nhé, trên Google Map nhé. Gần có thể qua trực tiếp cửa hàng mình, ở xa thì bên mình có ship, và sản phẩm bên mình thì cứ lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm nhé. Mọi lỗi ABC các bạn gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình đấy nhé. Và thì bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.